giây phút lặng yên để dâng lời cầu nguyện. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi loài nghe. Bằng cả tấm lòng thành kính, chúng con ngưỡng vọng lên đứng từ phù Thích Ca Mâu Ni. Ngài là trái tim từ bi, Ngài là ánh sáng trí tuệ. Xin gióng lên một hồi chuông để thức tỉnh bao nhiêu tâm hồn trở về với bản tâm thanh tịnh, để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Lễ hô chuông cầu nguyện xin được bắt đầu. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tịnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tâm Thanh Cứu Khổ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chúng. Mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Giờ phút này đây, chúng con thành tâm cung thỉnh đại chúng, lắng lòng trong tư thế an tòa thiền trung, để trở về lại với chính mình. Nơi đó có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có từ tánh thanh tịnh bản nguyên trong lành, để dâng lời cầu nguyện cho thế giới bình yên, phút an tòa thiền trung xin được. Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên, bóng đêm đã được xóa tan từ trong sâu thẳm của trái tim mình, để cho ánh sáng trí tuệ được tràn ra mọi nẻo. Từ dưới chân bảo tường, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức và liệt quý vị bằng đôi tay màu nhiệm nâng ngọn nến lên ngang trán,
cùng dâng lời cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ lễ đài trang nghiêm dưới chân tôn tượng đản sinh, từ năng lực hòa hợp của cộng đồng tăng lữ từ khắp nơi tụ về, chúng con xin đem hết thân tâm chỉ thành cầu nguyện. Nguyện xin ánh tuệ quang của Đức Phật soi chiếu cõi trần gian u tối này, khiến cho vạn loài thấy được não về với bản tâm thanh tịnh ngời sáng. Nhờ đó có được chánh tri kiến để cởi bỏ dần những vòng đồng của tham lam, sân hận, si mê. Nguyện xin ánh từ quang của Đức Phật lan tỏa khắp các cảnh giới vô thường, khổ, không, khiến cho tất cả chúng sinh từ nơi sinh diệt mà khởi đại bi tâm, thương yêu và tha thứ cho nhau, chỉ mong đem lại phúc lạc cho nhau, kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh trị. Thế giới này, thế giới kia, con người và sinh loài chìm đắm trong mê vọng vị ngã, đã vô tình hoặc cố ý gây tạo khổ đau cho mình và cho người. Oan khiên và nghiệp báo chồng chất trùng trùng. Nguyện xin năng lực hộ trì của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp Thiện Thần, khiến cho chúng sinh các cõi từ bỏ những tham vọng chấp trước, tiêu tan các hận thù oán đối, chuyển hóa những cuồng tín si mê. Quốc độ này, quốc độ kia, con người và sinh loại luôn phải sống trong bất an, sợ hãi bởi tai ương, hiểm họa, chiến tranh cùng khắp. Nguyện xin năng lực hộ trì của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp Thiện Thần, khiến cho tất cả được bình an vô hại, an nhiên trong đời sống thái bình lạc nghiệp. Ngưỡng nguyện từ nơi đạo tràng linh thiêng này, ngọn đèn từ bi và trí tuệ của Đức Phật sẽ được đại chúng tiếp nối nhau, thắp lên và truyền đi, để thế gian sinh diệt có thể biến thành nhân gian tịnh độ. Nam mô Vô Tận Đăng Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Đăng Bồ Tát. Nam mô Vô Tận Đăng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Lời cầu nguyện như thắp sáng trái tim mình. Chúng con xin quý ngài cùng liệt quý vị hoan hỷ nhẹ nhàng đặt ngọn nến trở lại vị trí cũ trong trạng thái an tọa thiền trung, tiếp tục dâng lời cầu nguyện. Trái đất rung động bấy lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt, bàn tay nhuộm pháp trong hương đêm tinh khiết. Ân cáp tường nở trắng một bông hoa, thế
giới 3000 đồng thanh ca ngợi đồng thanh văn Phật Thích Ca. Giờ phút linh thiêng đó bất diệt nở ngay giữa vòng hoa sinh diệt nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiệt ngài về đây học tiếng nói loài người đêm nào từ trời đâu xuất nhìn về chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng và tình tu muôn phương trở về cho đến khi vầng đông tỏa dạng, cho đến khi vườn lâm tỳ ni biến thành chiếc nỗi chào đón Phật sinh khệ thổ quang âm đại bi lực hồng thâm tương hao thân thiên tỷ trang nghiêm phố hộ trì thiên nhãn quang minh biến quang chiếu chân thật ngữ trung tuyến mật ngữ vô vi tâm đổi khởi vi tâm túc linh mang túc chư hy cầu vinh sư diệt trừ chư tội chướng niệm bồ đề nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà phật đà la ya ya nam mô a di đà phật lo ghi na đà ma na ya bồ đề tam đà ma ya chúng sanh đều đoàn thanh văn đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức đốt nến cầu nguyện cho hòa bình thế giới đến đây hoàn mạn, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thanh đảnh lễ chư Phật. Nghi thức đốt nến cầu nguyện để